Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ làm video về cái dòng Balasnik B01J, thêm một video nữa. Ở video này em sẽ nói về cái vấn đề là, một là đổi ngôn ngữ nhé, đổi ngôn ngữ từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Hai là vấn đề khóa mật, khóa màn hình, khóa mật khẩu. Và ba là SIM với mạng. Thì cái vấn đề đầu tiên là chọn ngôn ngữ nhé. Thì chúng ta vào menu này, sau đó vào phần biểu tượng dòng số 8 setting, chọn dòng số 4 có chữ A, sau đó dòng cuối cùng chọn English, thế là xong nhé. Ngôn ngữ này, vấn đề thứ hai là cài khóa mật khẩu. Anh em lưu ý dòng này tuyệt đối không cài khóa mật khẩu. Nói chung là nếu mà bắt buộc phải cài khóa mật khẩu thì anh em nên reset ô máy trước nhé, thì nó sẽ phòng chống rủi ro hơn. Đây, vào cái phần factory reset này. Đây. Và setting other setting factory reset, xong reset phone, anh em chọn CVV code, sau đó là nhập mật khẩu 4 số do anh em tự đặt nhé, xong nhập lại là được. Đây, hai lần nghịch dạ, em thử vào mật khẩu ấy, em thử nhập mật khẩu khóa màn hình thì đến bây giờ là cái phím OK này nó không phải là bị liệt đâu nhé, nó vẫn bấm được bình thường, nhưng mà có thể là mình đã lược bỏ cái chức năng nào đó của nó ấy, hoặc là bên chủ hàng họ đã lược bỏ chức năng rồi. Thế nên là cái phím OK này nó không còn phải là phím OK khi bấm khóa màn hình nữa. Đấy. Nên nhiều anh em mà chót để khóa màn hình là thành nhiều khi dở hơi, vứt cái máy đi hoặc là phải tìm mua main. Vì bây giờ dòng này chưa biết cách bypass cũng như là chưa biết cách hard reset nó như thế nào. Đấy, lưu ý thứ hai. Lưu ý thứ ba là về cái sóng mạng nhé. Sóng mạng thì dòng này có 3G, 4G, nhưng mà em thấy là nó sẽ ok nhất ở SIM Mobifone này, Vinaphone và Vietnam Mobile. Còn cái SIM Viettel nó sẽ tùy khu vực đấy. Viettel đợt này không hiểu lý do vì sao nó hơi kén trên cái dòng của Nhật, đặc biệt là dòng lắp gập. Nhưng mà Viettel tùy khu vực sẽ vẫn có khu vực nhận được, nhưng mà những khu vực, những thành phố lớn ấy, thì khả năng Viettel không ok. Anh em sử dụng dòng lắp gập thì sử dụng SIM Mobifone, Vinaphone hoặc Vietnam Mobile là ổn nhất, vì sóng đã được check rồi. Rồi, cảm ơn anh em nhé.